chân mà không mở khớp là nó nhấc hẳn lên. Đâu chân không đấy, mở khớp đây đúng không? Nhấc hẳn bàn thế này đấy. Nó đau mà. Đấy là không mở khớp. Rồi, chân có chân mở khớp. Mở khớp này nó không lên. Đấy. Cái khớp bàn chân của mình nó mở được rồi nó